động từ thể hoàn thành và động từ chưa hoàn thành. Động từ thể chưa hoàn thành thì nó sẽ cho chúng ta biết thông tin rằng là có một cái hành động như thế, chứ không phải là một hành động nào khác đấy. Ví dụ như là Katia pisala pismo thì Katia viết thư chứ không phải là Katia làm cái việc gì khác. Thế còn động từ thể hoàn thành thì nó sẽ cho chúng ta biết thông tin là cái hành động đó mà cái động từ nó gọi tên đó đã được thực hiện xong hay chưa đấy. Đó. Thế như vậy đó là cái nội dung của cái việc sử dụng động từ thể hoàn thành chưa hoàn thành. Đó. Bây giờ chúng ta xem thêm hai ví dụ nữa. Ivan читал журнал. Ông Ivan đọc tạp chí. Ivan прочитал журнал. Ông Ivan đã đọc xong tạp chí đấy. Irina готовила обед. Irina nấu ăn. Irina приготовила обед. Cô Irina đã nấu xong bữa ăn đấy. Đó. Thì vậy thì đó là cái nội dung. Bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau thực hành một chút. Tom, что ты делал вчера вечером? Hôm qua cậu làm cái gì vào buổi tối? Я учил новые слова. Ở đây người ta cho động từ đây là thể chưa hoàn thành. Я учил новые слова. Nó chỉ rằng là cái hành động của cậu ta là cậu ta học từ mới, chứ không phải là cậu ta xem tivi hay là cậu ta làm việc gì khác đấy. Bây giờ người ta mới hỏi từ với учил все слова, cậu đã học thuộc xong hết các từ mới chưa? Đây chúng ta có động từ thể hoàn thành với учил. Cậu ta trả lời да все, học xong hết rồi đấy. Đó. Câu thứ hai, Ramon, ты будешь обедать? Ramon, cậu có ăn trưa không đấy? Động từ đây là động từ обедать, là động từ thể chưa hoàn thành, ý nói rằng là cậu làm cái việc gì, ăn trưa chứ không phải là làm việc này khác đấy, làm việc nào khác. Cậu ta trả lời спасибо, я уже пообедал. Tôi ăn rồi mà. Thế vì chúng ta muốn nói ăn rồi thì chúng ta phải nói bằng động từ thể hoàn thành đấy. Irina, что ты делала в воскресенье? Irina, cậu làm cái gì vào ngày chủ nhật đấy? Đó. Я гуляла в парке. Tớ đi dạo chơi ở công viên này. Звонила в Варшаву. Đi gọi điện về nhà này. Делала домашние задания. Và làm bài tập về nhà. Đấy. Như vậy là ba cái thông tin. Гуляла, звонила và делала домашние задания. Ba cái thông tin này đều là những động từ thể chưa hoàn thành. Và nó chỉ rằng là đó là những cái công việc mà cô ấy làm trong ngày chủ nhật. Đấy, các bạn mới quan tâm, các bạn hỏi là từ сделала, cậu đã làm xong bài tập về nhà chưa? Đấy. Cậu đã làm xong bài tập về nhà thì chưa, thì người ta dùng động từ thể hoàn thành. Thế và cô sẽ kể là cô làm xong những việc gì rồi. Я выучила слова. Tớ làm xong, tớ đã học thuộc từ mới rồi này. Написала упражнение, làm xong viết các bài tập viết rồi này. Но не прочитала текст. Ở đây em lưu ý. Не прочитала текст. Đấy. Ở đây có cấu trúc là gì? Là động từ thể hoàn thành như vậy với là nhê. Thế vậy ý nghĩa của nó là gì? Đấy. Nhê. Nhê прочитала. Не прочитала. Не сделала. Đấy. Đấy. Не сделала. Не выучила. Đó. Thì bây giờ chúng ta có những cái tập hợp từ như thế này. Не прочитала. Не сделала, не выучила. Có nghĩa là gì? Tập hợp не với lại động từ thể hoàn thành. Thế vậy nó có khác gì với lại cái не mà chưa hoàn thành? Не читала, не делала và не учила. Đấy. Đó. Thế vậy thì ở đây nó khác nhau cái gì? Đó. Như vậy là gì nào? Trước hết chúng ta xem nếu mà động từ thể chưa hoàn thành mà đi với nhé thì nó nói rằng cái hành động này hoàn toàn không có. Đấy. Nếu mà nói như chita là có nghĩa là tôi hoàn toàn không đọc tí nào cả. Đấy. Ví dụ như là bây giờ thầy bảo em là Quân phải học bài ở nhà đấy nhá. Đấy. Em ngày mai đọc trước cho thầy cái bài đọc đi. Đấy. Đó. Nhưng mà em đến giờ hôm sau em bảo là thầy em chưa đọc. Chưa đọc có nghĩa là gì? Em hoàn toàn không động đến bài đọc đấy. Em không nghĩ đến chuyện đó. Thì lúc đó em sẽ nói là gì? Я не читал. Em hiểu chưa? Tức là gì? Dùng động từ thể chưa hoàn thành. Dùng động từ thể chưa hoàn thành nói với nhé, nó nói rằng là cái hành động đó hoàn toàn không được thực hiện. Đấy. Đó. Thế còn nếu mà не прочитала thì sao? Не прочитала. Я читал. Я читала, но не прочитала. Em có đọc nhưng mà em chưa đọc xong. Đấy. Đó. Я делал, но не сделал. Я учил, но не выучил. Đấy. Là em có học nhưng em chưa học thuộc. Đấy. Đó. Thế vậy thì ở đây có nghĩa là gì nào? Là cái hành động nhé với lại động từ thể hoàn thành, nó nói lên rằng là cái hành động đó có được thực hiện. Khác với cái bên này là gì? Là hành động hoàn toàn không được thực hiện. Thế còn hành động bên này là có được thực hiện, nhưng vì một lý do nào đó mà chưa thực hiện xong. Đấy. Đó, thế bây giờ cô sẽ giải thích tại sao chưa xong này. Đấy. Но не прочитала текст. У меня не было времени. Tớ không có đủ thời gian. Đấy. Tức là cô cũng có đọc bài đọc, nhưng mà cô chưa đọc xong, chưa đọc hết. Bởi vì sao? Cô chưa có đủ thời gian. Đấy. Đó, thế vậy thì bây giờ em đã hiểu ý nghĩa sử dụng của cái tiểu từ nhe phủ định với lại động từ thể chưa hoàn thành và động từ thể hoàn thành. Bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau xem cái mẫu câu ở đây. Đấy. Mẫu câu ở đây thì xem nó có cái điều gì đặc biệt. Trước hết là chúng ta xem đây là động từ thể chưa hoàn thành. Что делал? Том читал книги. Том покупал газеты. Tom получал письма. Nhận thư. Đấy. Получал là nhận được thư. Tom показывал photography là cho ai đó xem ảnh. Đấy. Tất cả các động từ này đều là động từ thể chưa hoàn thành. Động từ đây là gì? Несовершенный вид. Đấy. Đó. Tất cả là несовершенный вид. Thế thì ở bên này nó là cái gì vậy? Đấy. Ở bên này nó là gì? Các часто, các долго. Các часто là gì? Chỉ tần suất. Có thường xuyên hay không? Các долго là có lâu hay không? Đấy. Đó. Chúng ta sẽ có các cấu trúc câu каждый день, hàng ngày. Всегда, luôn luôn. Никогда, không khi nào. Иногда là đôi khi. Обычно. Часто. Обычно là thường xuyên. Часто là cũng là thường xuyên. Đấy. Часто là thường xuyên xảy ra. Редко là hạn hữu. Đấy. Редко là hiếm, hiếm khi. Đấy. Thế vậy thì những cái từ ở trên này nó chỉ cái tần suất các часто. Nó chỉ tần suất. Có nghĩa là cái hành động này nó xảy ra không phải một lần. Каждый день là hàng ngày. Всегда là thường xuyên làm như vậy. Никогда là không khi nào làm. Đấy. Thậm chí là cái câu никогда có nghĩa là cái hành động không bao giờ xảy ra cả, nhưng mà nó là никогда, thì vậy thì chúng ta phải sử dụng động từ thể chưa hoàn thành. Thế các bạn đặt câu hỏi là thầy ơi, khi nào với những cái tập hợp từ nào thì người ta dùng động từ thể chưa hoàn thành? Thì đây, những tập hợp từ này đấy. Đó. Thế bây giờ bên dưới là cái gì vậy? Целый hoặc là весь вечер. Целый вечер, весь вечер là suốt cả buổi tối. Đấy. Два часа là trong 2 tiếng đồng hồ. Đấy. Đấy vậy gì? Том читал книги, книгу целый вечер. Tom đọc quyển sách suốt cả buổi tối. Tom читал книгу два часа. Cậu ấy đọc trong 2 tiếng đồng hồ. Thế vậy thì ở đây nó trả lời câu hỏi các đồn gờ, tức là gì? Có lâu hay không? Nó chỉ cái quá trình đấy. Chỉ quá trình. Đây là nó chỉ tần suất, bên trên này chỉ tần suất. Thế và bên dưới này chỉ quá trình. Thế vậy thì trong trường hợp người ta dùng động từ để chỉ tần suất, số lần thực hiện, hoặc là chỉ cái quá trình diễn ra cái hành động đó xảy ra trong bao nhiêu lâu, thì người ta sử dụng động từ thể chưa hoàn thành. Đấy. Ví dụ, каждый день он читает газеты. Ngày nào cậu ấy cũng đọc báo. Thì cái việc mà xảy ra hàng ngày thì người ta sẽ sử dụng động từ thể chưa hoàn thành. Обычно мы обедаем. Thông thường chúng tôi ăn trưa ở cà phê. Ở quán cà phê thì ở đây gì? Обычно là cái việc đó thường xuyên xảy ra. Обычно. Đấy, thông thường. Có nghĩa là hôm nay chúng tôi ăn, mai chúng tôi lại ăn. Có thể ngày kia không ăn nhưng mà ngày kia chúng tôi lại ăn. Đấy. Đó. Thì lúc đó người ta sử dụng động từ thể chưa hoàn thành. Мы гуляли в парке два часа. Chúng tôi đi dạo chơi ở trong công viên suốt 2 tiếng đồng hồ. Đấy. Đó. Thế vậy ở đây là gì? Nó chỉ cái quá trình. Quá trình nó diễn ra lâu hay chóng. Đó. Мы гуляли. Гуляли два часа. Thế vậy thì trong những trường hợp như thế này người ta sử dụng động từ thể chưa hoàn thành. Bây giờ chúng ta sẽ xem cái cách thức người ta sử dụng động từ thể hoàn thành với những cái từ nào. Đấy. Đó ở đây. Chúng ta sẽ có cũng là vẫn là cái mẫu câu đối với cậu Tom đó. Tom прочитал книгу. Cậu đã đọc xong quyển sách. Tom купил газеты, thì cậu ấy đã mua được báo. Tom получил письмо, cậu ấy đã nhận được bức thư. Và Tom показал photography, cậu đã cho xem xong các bức ảnh. Đấy. Và các tập hợp từ là gì? Ra два часа, trong 2 tiếng đồng hồ, sau 2 tiếng đồng hồ. Đấy. Đấy. Он прочитал книгу за два часа. Cậu ấy đã đọc xong quyển sách trong 2 tiếng đồng hồ. Ra được bắt chất xả. Đó, nếu mà không có dưới từ ra ở đây thì có nghĩa là cậu ấy đọc 2 tiếng đồng hồ, tức là trong suốt cả 2 tiếng đồng hồ đó. Đấy. Nhưng mà sau 2 tiếng đồng hồ thì cậu ấy đã đọc xong, đã cho kết quả. Nakanyes, cuối cùng thì cậu ấy đứng xếp hàng mua báo rất lâu, cuối cùng thì cậu ấy cũng mua được báo. Đấy. Nakanyes on kupił gazet. Đấy. Tiếp theo, uze. Uze là đã. Trong trường hợp khi người ta sử dụng cái từ uze thì người ta có thể sử dụng động từ thể hoàn thành. On уже прочитал книгу. Cậu ấy đã đọc xong quyển sách. On уже купил газеты. Cậu ấy đã mua được báo. On уже получил письмо. Hoặc là on уже показал фотографии. Đó. Bây giờ chúng ta sẽ xem ví dụ này. Я прочитал рассказ за 2 часа. Đấy. Tôi đọc xong cái câu chuyện này trong 2 tiếng đồng hồ. Sirpa наконец. Sirpa cuối cùng thì. Получила письмо. Cuối cùng thì Sirpa cũng nhận được bức thư. Cô ấy chờ đợi mãi 4-5 ngày đấy. Cuối cùng thì cô ấy cũng nhận được bức thư. Мы уже купили билеты. Chúng tôi đã mua vé. Купили đấy. Мы уже купили билеты. Đó, như thế nào? Bất tạc đấy. Đó. Thế như vậy vừa rồi chúng ta đã xem cái những cái ngữ cảnh mà người ta sử dụng động từ thể hoàn thành và chưa hoàn thành. Thế việc còn lại của chúng ta là gì? Chúng ta phải nhớ được các động từ thể hoàn thành và chưa hoàn thành đấy để chúng ta nói vào câu. Bây giờ chúng ta muốn nói một cái câu mà chúng ta biết động từ thể chưa hoàn thành nhưng mà các động từ thể hoàn thành chúng ta không biết thì chúng ta không nói được đấy, không nói được đúng. Vậy thì chúng ta phải học thuộc nó thôi đấy. Học thuộc bằng cách nào? Chúng ta ngồi đọc. Bây giờ chúng ta xem cái cột thứ nhất là gì nào. Các động từ bên này là động từ thể chưa hoàn thành và các động từ bên này là động từ thể hoàn thành. Nó cấu tạo bằng cái cách gì? Nó cấu tạo bằng cách thêm một cái tiếp đầu ngữ đấy. Pisać, napisać. Читать, прочитать. Учить, выучить. Thế vậy thì có các tiết đầu ngữ này đấy. Thế thì các em hỏi là thầy ơi, thế sử dụng chúng lẫn cho nhau được không? Không được đấy. Mỗi câu của nó, mỗi một cái động từ nó có một cái dạng tiết đầu ngữ riêng. Tất nhiên những tiết đầu ngữ này nó sẽ có những ý nghĩa đấy. Đó. Đấy, để đạt được cái trình độ sử dụng cái ý nghĩa của các tiết đầu ngữ này thì mời các em học đến bằng B2 đấy. Lúc đó các em có thể là tìm hiểu về cái ý nghĩa của các tiết đầu ngữ và lúc đó các em có thể tự xây dựng được đấy. Đó. Thế còn bây giờ thì người ta cho chúng ta như này, chúng ta học thuộc nó đi là xong đấy. Ở trình độ các em A1 A2 thì học thuộc nó đi. Читать, прочитать, учить, выучить. Пить, пить là uống. Выпить, uống hết. Делать là làm, сделать là làm xong. Есть là ăn, съесть. Cái tiết đầu ngữ này hơi lạ đấy. Съесть, съесть là ăn hết. Завтракать là ăn sáng, позавтракать đã ăn sáng xong. Обедать ăn trưa, пообедать ăn trưa xong. Ужинать là ăn tối, поужинать ăn tối xong đấy. Звонить là gọi điện, позвонить là đã gọi điện xong đấy. Готовить là nấu ăn, приготовить là đã nấu ăn xong. Платить là trả tiền, заплатить là đã trả tiền rồi đấy. Đó. Đó là cái dạng thứ nhất, đó là gì? Người ta thêm tiết điều ngữ. Dạng thứ hai để cấu tạo động từ thể hoàn thành đó là gì? Đó là người ta thay cái thân từ đấy. Ở đây là gì? Встречать, встречить khác nhau đấy. Отвечать, отвечить. Спрашивать, спросить đấy. Đó. Показывать, ывать. Показать. Рассказывать, рассказать. Забывать, забыть. Вставать. Забыть, забывать là gì nào? Giáo sẽ nói. Những cái động từ trên này em biết. Встречать, встречить là đón. Đón tiếp ai đó. Đón ai đó. Gặp ai đó ở ngoài đường. Đón ai đó ở sân ga. Отвечать, отвечить là trả lời cho ai đó. Спрашивать động từ hỏi. Спросить là động từ hỏi thể hoàn thành. Показывать cho ai xem cái gì đó. Показать cho xem xong. Рассказывать là kể chuyện. Рассказать là đã kể chuyện xong. Забывать là quên. Забыть là đã quên mất rồi. Вставать là ngủ dậy. Встать là đã ngủ dậy. Давать là cho ai cái gì đó. Дать. Давать, дать. Дать. Cho ai cái gì đó. Дать là cho rồi. Понимать là hiểu, понять là hiểu hết rồi. Выбирать là lựa chọn, выбрать là đã lựa chọn xong rồi. Покупать là mua, купил, купить là đã mua rồi. Đến đây thì chúng ta nhìn thấy đó, đó là những cái dạng động từ mà nó thay thân từ đấy, thay cái một chút cái thân từ, nhưng mà nó vẫn có gợi nhớ đến, ví dụ như là ở đây ví dụ cupid, cupach, nó vẫn có cái vẫn có một phần của cái thân từ ở trong hai cái dạng động từ này đấy. Vibrat vẫn giống nhau, panyimat panyat, davat đặt đấy vẫn giống nhau. Thế nhưng mà em nhìn thấy ở đây nó hoàn toàn khác, brat và zat. Có nghĩa là gì? Dùng một cái gốc từ hoàn toàn khác đấy. Brat và zat, đó là hai cái từ nhìn trông thấy hoàn toàn khác nhau luôn. Gavarit skazat đấy. Đó, gavarit là thể chưa hoàn thành, skazat là động từ thể hoàn thành đấy. Đó chứ nào. Đấy, đó. Thế vậy thì ở đây trên thực tế ra chúng ta còn trong quá trình nói thì chúng ta còn có có thể gặp mà gavarit, pagavarit, zgavarit đấy. Đó, vân vân. Đó lúc đó thì người ta cấu tạo bằng cách tức là người ta thêm tiết động ngữ đấy. Pagavarit, gavarit, pagavarit. Nhưng mà cái động từ thể hoàn thành của nó thông dụng mà người ta đi theo cặp với gavarit đó là skazat đấy. Đó, tác vật. Thế như vậy bây giờ có cái bảng động từ này đấy, bảng động từ này thì tốt nhất là gì? Thì giáo gửi cho em, sau đó là gì? Gửi cho em xong sau đó là em phải học thuộc nó đi đấy. Tạc cắt sốc đấy. Đó. Yeah. Đó, tạc vật. Chả làm thế nào được, sẽ đọc nhiều nó cấp thuộc thôi. Mỗi ngày đọc lấy 1 2 3 lần, thế xong đọc độ khoảng 3 4 5 ngày liền, thế là tức là nó sẽ nhớ trong đầu mình đấy. Tạc. Хорошо. Thế bây giờ chúng ta thử lấy một cái ví dụ đấy. Em sẽ dịch giúp thầy giáo đấy. Em dịch giúp thầy giáo là hàng ngày tôi ngủ dậy vào lúc 6 giờ sáng. Em sẽ nói như nào? Каждый день я. Động từ ngủ dậy, động từ ngủ dậy вставать đấy. Động từ ngủ dậy вставать. Đây là động từ đuôi авать. Я встаю đấy. Каждый день я встаю. Я встаю в 6 часов утра. Утра đấy. Каждый день я встаю в 6 часов утра. Nhưng mà hôm nay tôi lại dậy lúc 7 giờ. No. Сегодня. No. Сегодня я встал в 7 часов. Nhưng mà hôm nay tôi lại ngủ dậy lúc 7 giờ. Em chưa nói đấy. Thế vậy thì ở đây em thấy là gì nào? Cái động từ вставать đây là động từ thể chưa hoàn thành. Nó đi với từ каждый день, nó chỉ rằng cái hành động đó ngày nào cũng xảy ra như vậy đấy. Tức là gì? Hành động xảy ra nhiều lần. Nhưng mà cái ngày hôm nay là tôi lại dậy lúc 7 giờ cơ. Nhưng mà có nghĩa là gì? Nó chỉ cái hành động này xảy ra có đúng một lần thôi, ngày hôm nay thôi đấy. Và nó có kết quả rõ ràng là tôi đã đang dậy rồi, tôi ngủ dậy rồi, đang chải đầu rửa mặt đánh răng rồi đấy. Đó, hoặc là tôi đã đi làm rồi đấy. Đó. Thế vậy thì lúc đó người ta sẽ sử dụng động từ thể hoàn thành. Chỉ cái hành động đó xảy ra một cách đột biến đột xuất trong một lần đấy. Đó. Em như thế nào? Bất tạp vật đấy. Nó thể quá khứ đúng không thầy? Đó. Thông thường như thế người ta dùng quá khứ bởi vì sao? Bắt buộc người ta phải dùng quá khứ. Nếu mà người ta chia nó ra thì nó sẽ ở thì tương lai đấy. Bởi vì sao? Là động từ thể hoàn thành nó chỉ có hai thời, hoặc là quá khứ hoặc là tương lai. Em hiểu chưa nào? Nó không có thì hiện tại. Đó. Thế nên là gì? Nếu mà đã nói là ngày hôm nay tôi dậy lúc 7 giờ thì bắt buộc là phải dùng quá khứ đấy. Thế còn nếu em chia nó ra thì nó sẽ là thì tương lai, thì lúc đó tôi chưa ngủ dậy, tôi còn đang ngủ đấy. Đó, như thế nào? Bất tạc. Tạc хорошо. Đó, như vậy là ví dụ là như vậy đấy. Bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau xem một cái bài tập đấy. Ответьте на вопросы по модели đấy. Модель, по модели, cái từ по модели có nghĩa là gì? Theo theo mẫu câu đấy. Người ta có thể ở trong các sách giáo khoa khác nhau thì người ta có thể viết khác nhau. Ở trong cái sách giáo khoa này người ta gọi po modeli đấy. Trong cái sách giáo khoa trường phổ thông nó gọi là po abrazam đấy. Ở trong các sách ở giáo khoa phổ thông ấy đấy, gọi là theo mẫu po abrazam đấy. Đó. Đấy, để cho em có nhiều cái phương án để hiểu. Tác một. Tom, почему ты не читаешь текст? Tom, tại sao cậu không đọc bài đọc? Почему ты не читаешь текст? Я уже прочитал его. Tôi đã đọc nó xong rồi. Tại sao cậu không đọc bài đọc? Tom, tại sao cậu không đọc bài đọc đi? Hai bạn sống ở cùng ký túc xá với nhau đấy. Biết rằng là ngày mai là gì? Thầy giáo ra bài tập về nhà là ngày mai là phải lên lớp, là phải đọc cái bài đọc đó đấy. Một bạn hỏi tại sao cậu không đọc bài đọc đi? Tớ đọc nó xong rồi. Я прочитал его đấy. Đó. Thế bây giờ em trả lời câu hỏi thứ nhất là Irina, почему ты не пьёшь кофе? Потому что À, đây người ta không nói putamus, người ta nói luôn giải thích tại sao là cậu không uống nè. Đấy. À, я уже выпила. Я уже выпила его. Tới uống nó hết rồi. Выпила uống hết đấy. Đấy chứ? À, thế vậy thì trong trường hợp như này em thấy là gì nào? Nếu như em không biết động từ thể hoàn thành, em sẽ không thể làm được bài tập này, đúng không? Đấy. Đó. Thế vậy thì bắt buộc là em phải có cái bảng lúc nãy đấy. À, để em đối chiếu là động từ thể hoàn thành là cái gì đấy. Nhưng mà trong cái bảng đó nó mới có độ khoảng 24 25 động từ thôi đấy. Mà chúng ta cần phải biết ít ra độ khoảng 50 70 động từ cơ. Đấy. À, để chúng ta có thể nói được những cái câu giao tiếp hàng ngày cơ. Đấy. Đó. Thế vậy thì gì? Là chúng ta cần phải học thêm rất nhiều động từ đấy. Đó, và học cả động từ thể hoàn thành và chưa hoàn thành. Ramon, почему ты не пишешь упражнения? À, nó почему ты не пишешь? No. À, chúng ta phải xem động từ pisat là gì nào? Pisat. Đây có không nào? Napisat. À, pisat là gì? Napisat. Đấy. À, đó. Nó почему ты не пишешь упражнения? À, потому что я уже... Потому что я уже написаю упражнение. Em không thể chia nó đấy. Mà phải dùng ở thì quá khứ đấy. Vâng. Phải dùng ở thì quá khứ đấy. À, потому что я уже написал его. Đấy. Đấy. Я уже написал. Động từ писать chia như thế nào? Писать. Đấy. Chia như thế nào? Я писаю. À, đấy. À, đó. Bây giờ lại lưu ý nhé. Em lưu ý nhé. À, lưu ý nào. À, động từ писать đấy. À, động từ писать. Писать. Писать đấy. À, đó. À, писать một đấy. À, động từ chia nhóm một đấy. À, я пишу đấy. Đúng nè. Ты пишешь. Đấy. Он пишет. Он пишет. Мы пишем. Мы пишем. Đấy. Вы пишете. Вы пишете. Пишут. Пишут. À, đấy. Đúng nè. Thế vậy thì napisat cũng như vậy đấy. À, napisat thì chúng ta sẽ thêm na vào thôi là xong đấy. À, đó. À, thế nào? Vô tạc đấy. Đó. À, thế là một đấy. À, đó. Một. À, cái thứ hai nữa chúng ta phải lưu ý là gì nào? À, lưu ý đấy. À, lưu ý. Động từ pisat nó có hai động từ. À, pisat. Đấy. Pisat. Pisat. À, đây của chúng ta là động từ pisat. Và động từ này là động từ pisat. À, động từ này là động từ pisat. Pisat là viết đấy. Cái động từ thứ hai là động từ pisat đấy. Pisat là nó chia như em chia đấy. Я писаю. Ты писаешь đấy. À, đó. À, nếu mà em đứng ở lớp mà em chia như thế thì các bạn sẽ cười em suốt cả cuối năm luôn đấy. Bởi vì sao? Động từ này nó nghĩa là đi tiểu, em hiểu chưa? Đấy. À, đi tiểu nó chia như thế đấy. À, nếu em nói là я писаю có nghĩa là em đi tiểu. Em đi tè đấy. Đó, chứ không phải là em viết đấy. À, như này. Cho nên là phải rất lưu ý nhé. À, thứ nhất là cái trọng âm này. Napisat, pisat. Я хочу писать là tôi muốn viết đấy. Thế còn nếu em muốn đi vệ sinh, я хочу писать đấy. À, đó, nhưng mà tất nhiên là gì nào? Là ở trường phổ thông người ta sẽ không nói là em muốn pisat. Bởi vì sao? Cái đó là trẻ con nó nói ở nhà, nó nói với mẹ nó đấy. Má mày khai chú pì xịt. Mẹ ơi con muốn đi tẩy đấy. Thế còn nếu mà ở trường bảo em muốn mà nói dùng cái từ này người ta cười chết đấy. Trong trường hợp như thế ở trường người ta sẽ nói là gì nào? Я хочу сходить в туалет. Я хочу сходить đấy. Và туалет. Я хочу сходить в туалет. Đấy. À, đúng như này. Я хочу в туалет hoặc là я хочу có thể nói là я хочу в туалет hoặc là я хочу сходить в туалет đấy. À, đó, em muốn đi vệ sinh đấy. À, như chúng ta nói đấy. À, đúng là bất tạc. Thế cho nên là đó là hai cái lưu ý đấy. À, đó, lưu ý như này nhé. À, động từ đây là động từ pisat, trọng âm rơi vào đâu? Pisat. Thế còn động từ đi vệ sinh, pisat đấy. À, đó, chúng ta sẽ xóa cái từ này đi đấy. À, đó, bất tạc. À, хорошо. À, thế như vậy là cần phải lưu ý đối với những cái động từ nó nói trọng âm nó khác nhau đấy. Так вот. Рамон, почему ты не пишешь упражнения? Рамон, tại sao cậu không viết bài? Потому что я уже написал его. Да, написал. Почему Сирпа не делает домашние задания? Почему? Но почему Sirpa не делает домашнее задание? À, chúng ta nhớ lại là cái ví dụ của động từ делать, động từ thể hoàn thành là делать, сделать, да? Делать, сделать, đúng không nào? Делать, сделать. А, потому что Sirpa уже сделала, она уже сделала, да? Она tức là gì? Ở thì gì nào? Thì quá khứ đấy, đấy. Она сделала, đấy. Она сделала. À, như này. Thế vậy thì làm thế nào để chúng ta nhớ được các động từ đó? Chúng ta làm nhiều bài tập thì sẽ nhớ. Đấy. Вот. Sirpa сделала домашнее задание. Почему Husein не покупает газеты? Почему? À, thế bây giờ покупает là động từ mua, động từ thể hoàn thành của nó là gì? Покупает. Đấy, вот. Покупать. Где покупать? Покупать. No. Đây có không? Không có đấy. Hình như không có. Покупать. Показывать, рассказать. Покупать, купить đấy. Đây đây, покупать đây, купить đấy. Покупать, купить đấy. Đấy như nào? Đấy. Покупать, купить. Đấy. Vậy thì chúng ta phải nói sao? À, почему Husein не покупает газеты? Он уже купил их. Đấy. Đúng nào? À, phải không? Да. À, phải nói là gì? Он да, уже купил. Он уже купил. Đấy. Он уже купил. Đấy. Он уже купил их. Их. Купил их. À, ông ấy đã mua báo rồi. Đấy. À, вот так вот. Đấy. Tiếp theo nào. Почему Иван Петрович не обедает? Потому что Иван Петрович уже пообедал. А, он уже пообедал, да? А, так. Том, почему ты не показываешь фотографии? Động từ показывать, cặp của nó là gì? Показывать, показать, да? А, почему ты не показываешь фотографии? Потому что я уже показал, да? Я уже показал, да? Верно? Да. А, вот так. А, скажите, что должны сделать эти наши герои? À, hãy nói xem là những nhân vật của chúng ta, наши герои là những nhân vật của chúng ta cần phải làm việc gì? Đấy. Должны сделать. Должны đây là сделать. Ramon еще не читал этот рассказ. Ramon còn chưa đọc câu chuyện này đấy. À, thế vậy thì cậu ta phải làm sao? Он обязательно должен прочитать его. Tức là gì? Dùng sau từ должен, должна, должны và sau đó là gì? Dùng cộng với một động từ nguyên thể. Đấy. Đó. Sirpa еще не звонила в Хельсинки. А, она должна что? Она должна... Обязательно? Звонил... Она обязательно должна... Она обязательно должна, да? А, звонит, động từ thể hoàn thành là gì? Позвонит. Đấy. À, thầy giáo cho em động từ thể hoàn thành. Позвонит. Thì em nói nào. Она обязательно... Должна позвонить. Она должна позвонить. Позвонит в Хельсинки. Хельсинки, да? Хельсинки. Она обязательно должна позвонить в Хельсинки. Хорошо? Клаус еще не брал книги в библиотеке. Да? А, да. À, chúng ta xem trước hết là xem động từ là gì? Brown. Brown là brat. Brat thể hoàn thành của nó là gì nào? Đó là động từ mà nó thay thân từ khác. Brat. Thể hoàn thành взять. Брат взять, đấy. Говорит сказать, đúng không? Брат взять. À, thế vậy thì động từ thể hoàn thành của nó là gì? Взять. À, chúng ta làm nào. Klaus еще не брал книги в библиотеке. À, câu sẽ là gì? Он обязательно должен взять. Взять, да? Взять. Взять, да? Он обязательно должен взять в. Взять, да? В. Взять, да? À, đó động từ взять. Брат взять. À, thấy chưa nào? Вот. Em thấy là gì nào? À, cái vấn đề ở chỗ là chúng ta phải nhớ được động từ thể hoàn thành. Thấy chưa? Đấy. Nếu chúng ta không nhớ được thì chả ai giúp được cho chúng ta đâu. Đấy. Thế vậy thì muốn nhớ được bắt buộc chúng ta là phải học cái bảng đó thôi. Đấy. Đó, cứ đọc đi đọc lại xong rồi viết ra, tập viết, ngồi tập viết đấy. Đó, để cho nó quen đi. Klaus еще не брал книги в библиотеке. Он обязательно должен взять их. Đấy. Он обязательно должен взять их в библиотеке. Заплатить. Hả? Em nói sao? À không em. Брат, брат là lấy, mượn đấy. Взять là lấy sách ở thư viện. Tom еще не платил. Đây là động từ thể hoàn thành là заплатить đấy. À nói nào. Он должен. Он. Обязательно. Он обязательно должен заплатить. За билеты. За билеты в театр. Chúng ta cứ nói đủ đi. Nói là gì? Một lần nói chúng ta rèn luyện. Là một lần rèn luyện đấy. Husein сегодня еще не завтракал. Он обязательно должен позавтракать. Позавтракать. Tức là gì? Động từ thể hoàn thành mà chúng ta phải để động từ nguyên thể. Sau должен thì được cộng với động từ nguyên thể, đúng không? Đấy. À, đúng không nào? Sau должен này này, đấy. Должен thì cộng với động từ nguyên thể. Cho nên đây chúng ta cứ để nó nguyên đấy thôi. Đấy. Он должен прочитать, он должен позавтракать. Позавтракать, đấy. Так, мы еще не готовили ужин. Мы еще не готовили ужин. Chúng ta chỉ còn chưa nấu ăn đây. Còn chưa nấu tối rồi đấy. Обязательно должны. Мы обязательно должны. Должны. Готовить. Приготовить. Да? Приготовить ужин. Да? Мы обязательно должны приготовить ужин. Да? Да, да, но nguyên thể. Ирина еще не пила сегодня лекарства. Ирина еще не пила сегодня лекарства. Она обязательно пить là gì? Pit là đấy, động từ thể hoàn của nó đây. Выпить. Выпить. Она обязательно должна выпить лекарство. Должна обязательно. Челена. Em nói челена. Đấy. Обязательно. À, đừng, đấy. À, nói cái chữ L mềm đi một chút đấy. À, đừng nói cứng nghe nó không hay. Они еще не делали это упражнение. Не делали. Они должны обязательно. Они должны обязательно сделать это упражнение. Да, они обязательно должны сделать. Должны. Да? А должны сделать это упражнение. Так вот, хорошо. Так вот. À, thế như vậy đó là gì? À, đó là cái bài luyện tập của chúng ta đấy. À, đến đây thì chúng ta sẽ xem cái gì nào? Chúng ta xem cùng nhau xem từ mới và chúng ta sẽ có một cái bài đọc đấy. À, chúng ta có từ detective, đọc là detective. À, đọc đúng như vậy đấy, detective. Bởi vì sao? Đây là từ nước ngoài cho nên là nó không đọc mềm. Detective đấy, detective. À, em đọc thử nào. Detective là chuyện trinh thám đấy. Detective. Detective. À, động từ thứ hai đó là danh từ chuyện trinh thám. Начинаться là bắt đầu. Начинаться là bắt đầu, cái gì đó bắt đầu đấy. Кончаться là kết thúc đấy. À, ý nói ví dụ như là đó là gì? Đó là giờ học, các giờ học sẽ bắt đầu vào lúc 9 giờ, các giờ học sẽ kết thúc vào lúc 12 giờ 45 phút, ví dụ vậy đấy. Đó. Вставать, động từ вставать. Động từ вставать là ngủ dậy đấy. Và động từ ложиться. Вставать, ложиться. Ложиться là đi nằm ngủ đấy. Ложиться là nằm ngủ xuống, ngả lưng xuống đấy. Другой là khác, другой. À, ví dụ другой человек, một người khác đấy. Другой человек đấy. À đó. À, другой выход là cửa, một cái lối đi khác, một cửa đi ra khác đấy. Другой способ là một biện pháp khác chẳng hạn, ví dụ vậy. Другой. Рад là vui mừng. Я рад, tôi rất vui mừng. Она рада. Они рады. Chúng tôi vui mừng. Mười очень рады. Mười очень рады. Đấy. Động từ устать. Устать là mệt mỏi. Mệt. Đây là động từ chứ không phải là đây là nó chia ra cái ngôi ôn rồi đấy. Động từ của nó là устать, уставать đấy. Đó, động từ của nó là gì nào? Уставать, уставать và устать. Устать. À, em thấy bây giờ chúng ta học là chúng ta cũng phải xem cặp. Cặp của động từ đó đấy. Cặp động từ đó là cặp đó là gì? Thể hoàn thành và thể chưa hoàn thành. Đây là thể chưa hoàn thành ustavach và thể hoàn thành ustach đấy. Đó. À, thế như vậy ở đây chúng ta nhìn thấy là gì là stavach. Stavach là động từ không có đuôi avat, thế chứ nào? Đuôi avat. Ustavach là động từ không có đuôi avat đấy. Thế vậy thì chúng ta sẽ cùng nhau xem là nó chia như thế nào đấy. Đó. Chúng ta xem nào. À, đó ở đây chúng ta có động từ stavach. Động từ stavach đấy. Stavach. Đó. À, động từ stavach nó chia là khi chia nó bỏ vát đi, bỏ hẳn vát đi. Và nó chia bình thường i vstayu. Ты встаёшь. Он встаёт. Мы встаём, вы встаёте, они встают, đấy. Đó. Они встают. Так đấy. Đó. Thế còn động từ вставать. Động từ вставать ở chia thì quá khứ nó vẫn bình thường, я вставал. Она вставала. Они вставали, đấy. Đúng không nào? Đấy. À, tak, tiếp theo nào. À, chúng ta có động từ vstach. Động từ vstach đó là động từ thể hoàn thành đấy. Động từ vstach là động từ thể hoàn thành. Chúng ta ghi là động từ đây là động từ thể hoàn thành. Совершенный вид đấy. Đó. À, совершенный вид. Đấy. À, à, đây là động từ thể hoàn thành. Bên trong nó màu xanh là đó đấy. Rồi. Đó, như nào? Вот так. À, вот. Ý động từ này nó chia như nào? À, động từ nó cách chia của nó. Я встану. À, đây là những là встать. Đó. Я встану, встану. Я встану. Ты встанешь. Встанешь. À, đó như nào? Đấy. Ты встанешь. Đấy. À, đó. À, он встанет. Он встанет. Да. Мы встанем. Мы встанем. Да. Мы встанем. А, встанем. Вы встанете. Да, вы встанете. Они. Они встанут. Встанут. Да? Да. À, nhưng mà chúng ta biết rằng là gì? Đây là động từ thể hoàn thành. Совершенный вид. Cho nên khi chia nó ra nó sẽ ở cái từ tương lai. Я встану, завтра я встану. Ngày mai tôi sẽ ngủ dậy. Завтра я встану в 7 часов. Ngày mai tôi sẽ ngủ dậy vào lúc 7 giờ. Đấy, em hiểu chưa? Thì lúc đó là gì? Nó nói cái hành động sẽ diễn ra sau khi chúng ta nói. Đấy. À, sau lời nói tức là gì? Là sẽ ở trong thì tương lai. Em hiểu chưa? Вот так. À, đó là động từ вставать, động từ встать. Bây giờ sẽ có động từ ложиться và лечь. À, nếu như ở đây chúng ta nhìn thấy là gì nào? Động từ встать và động từ вставать đó là động từ thể hoàn thành và chưa hoàn thành, nó khá giống nhau. À, вставать, встать đấy. Đấy chứ nào? Thế còn đây động từ ложиться là động từ thể chưa hoàn thành. Thế còn động từ thể hoàn thành của nó là лечь. Em thấy nó hoàn toàn khác nhau, nó giống như cái dạng говорит, сказать, rồi là брать và взять đấy mà chúng ta đã biết đấy. À, đúng nè, đấy. À, tức là gì? Đấy, nó là dạng như thế này, tức là gì? Nó dùng một cái động từ hoàn toàn khác. Đấy. À đó. Thế vậy thì ở đây chúng ta thấy là gì nào? À, động từ ложиться chia như thế nào? Я ложусь. Ты ложишься. Он ложится. Мы ложимся. Вы ложитесь. Они ложатся. À đấy. À, động từ đó có nghĩa là gì? Đó nghĩa là tôi nằm xuống ngủ. À, каждый день я ложусь спать. Я ложусь в 11 часов. Hàng ngày tôi đi ngủ vào lúc 11 giờ. Đấy. Я ложусь спать в 11 часов. Thì động từ ложиться này nó chả có gì khó cả. Я ложусь đấy, chia bình thường. Nhưng mà động từ лечь này nó mới cả là một cái vấn đề đấy. Động từ lết là cả một cái vấn đề lớn đấy. À đó, bởi vì sao? Đó là một cái động từ khá là tay quái. Nếu mà không tra nó thì chúng ta sẽ không biết chia lết. Trước hết là em thấy cái đuôi của nó đã là một cái đuôi rất lạ, đúng không nào? Đấy. Đó. Đuôi thông thường là t dấu mềm, đây là chờ dấu mềm đấy. Đó. À lết. À đây là động từ thể hoàn thành đấy. Là động từ совершенный вид. Cho nên khi chia nó ra nó sẽ ở thì tương lai đấy. Я Liago. À, nó không ie nữa mà là da. Đấy, tươi. Liages. À, đó. On. Liaget. Мы. Ляжем. Вы ляжете. Они лягут. Они лягут. Đấy. À, đó. Thế vậy thì đến đây thì chúng ta thấy là gì nào? À, đó là động từ liếc. Động từ liếc chia nghe có vẻ là cũng không đến nỗi khó lắm, nhưng mà chỉ có điều là gì, chúng ta bắt buộc chúng ta phải học, bởi vì sao, nó chả giống ai cả. Đấy, nó chả có một cơ sở nào để cho chúng ta có thể là phán đoán ra cái cách chia của nó. Đấy. Thế nhưng mà đây là gì? Đây là thì tương lai. Chia ra nó là thì tương lai. Thế nhưng mà cái thì quá khứ của nó cũng là tai quái. Đấy. Thì quá khứ của nó cũng không hề đơn giản chút nào. Đấy. Đó. Nên chia thì quá khứ. Ôn liệt. Ôn liệt. À, chúng ta biết rằng là động từ thì quá khứ kết thúc bằng L. Nhưng đây nó không kết thúc bằng L, nó kết thúc bằng G cơ. Đấy. Đọc là k. Ôn liệt. Anna. Legla. Và Ani. Legli. Đấy. À, đó. À, thế đây thì em đã biết chia, cách chia động từ thì quá khứ rồi. Đấy. Đó. Thế bây giờ em nói là ngày hôm qua tôi đi ngủ vào lúc 11 giờ đêm. Вчера я лег в 11 часов. Đấy. Đó. Hiểu chưa? À, à, ngày hôm qua cô ấy đi ngủ lúc 9 giờ tối. Вчера она легла в 9 часов. À, đó. Thế nhưng mà bây giờ chia thì tương lai đã khó rồi đấy. À, chia thì quá khứ lại cũng khó, cũng không phán đoán được. Thế mà chia ở thức mệnh lệnh lại cũng khó nữa. Đấy. À, bây giờ nó nói là đi ngủ đi, nằm xuống. À, bà mẹ bà quát cái đứa con nằm xuống. Lẹc. Đó. Lẹc. Nó chả giống ai nữa nè. Đấy. Và lẹc chè. Lẹc chè. À, đó. Lẹc và lẹc chè. Đấy. À, số nhiều là lẹc chè, số ít là lẹc. À, một cái đứa con, có một đứa con bảo mày nằm xuống đi. Lẹc. Đấy. Nếu mà có hai đứa chẳng hạn, lẹc chè, dê chè, lẹc chè, tất cả nằm xuống. Đấy. Đó. Thì nó là lẹc chè. Đấy. À, đó. Thế vậy thì đây là cái động từ liệt mà em thấy là nó khá là phức tạp đấy. À, cho nên ở đây thì lược, liệt lá, liệt lý. Đấy. À, đó. Người ta chỉ chia chúng ta thì quá khứ thôi. Còn thì tương lai ở đây chúng ta phải tự học lấy. Đấy. Thế và cái thì đây là cái thức mệnh lệnh của nó thì chúng ta cũng cần phải tự học lấy. Vột. Tiếp theo chúng ta có động từ nachinatsa. Nachinatsa thì đây là động từ chia nhóm 1 cho nên nó chả có gì khó cả. Ya nachinayus, on nachinayitsa, ani nachinayutsa. Nhưng mà vấn đề ở chỗ là gì? Cái này nó là nachinatsa, nó chỉ một cái sự kiện gì đó, một cái công việc gì đó, nó bắt đầu làm một cái việc gì đó. Cho nên chúng ta không dùng với ia mà người ta dùng với on hoặc là ani thôi. Đấy. À, ví dụ như là người ta nói là năm học bắt đầu, năm học mới bắt đầu. Nố với uchebny god. À, nối với uchebny god đó là gì? À, đó là năm học mới. Đấy. Năm học uchebny là học, nối với là mới, nối với uchebny god na chi na yitsa. À, năm học mới đang bắt đầu rồi. Đấy. À, và tương tự như vậy có thể là kanchatsa. Kanchatsa là kết thúc. Đấy. Thế vậy thì nó cũng có thể là gì? Novu chemni god kanchayitsa. À, thế là lúc đó thì người ta sẽ không dùng là novu chemni god nữa, bởi vì là nó kanchayitsa, nó kết thúc thì nó không thể là mới được. Đấy. À, vậy là u chemni god. Đấy. U chemni god. À, kanchayitsa. Đấy. Kon kan. À, đây là gì nào? À, kon chai yitsa. À, đó. À, là năm học đã kết thúc, đang kết thúc rồi. Đấy. Đó. Thế vậy thì ở đây là động từ thể chưa hoàn thành. Động từ thể chưa hoàn thành là nachinatsa. Động từ thể hoàn thành nachatsa. Đấy. À, động từ thể chưa hoàn thành kanchatsa. Động từ thể hoàn thành konchitsa. Konchitsa. Đấy. À, đấy. Kanchatsa, konchitsa. À, начинаться, начаться. Đấy, начаться. À, начался. À, он начался. Она началась. Мы начали. Đấy, начался. À, мы начали. Мы, они начались. Đấy, đó. À, đại khái là như thế. Thế vậy thì đến đây thì chúng ta đã cùng nhau học xong hết toàn bộ cái phần động từ của chúng ta. Đấy. À, để đến hôm sau chúng ta sẽ cùng nhau đọc cái bài đọc của chúng ta. Đấy. Đó, đây là bài đọc. Em nói sao? Không, em định hỏi là Cái động từ thể hoàn thành mà ở tương lai thì nó có nghĩa như thế nào? À, động từ thể hoàn thành tương lai nó cũng có nghĩa như vậy đấy. À, có nghĩa là gì? Động từ nó xảy ra một lần đấy. À đó. Bây giờ mình sẽ ví dụ cho bạn đấy. À, tác của mình gửi cho bạn hai cái nội dung của cái bài đọc đấy, để em có thể xem trước nếu mà có thời gian đấy. Bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau xem cái thì tương lai của động từ nó sẽ như thế nào đấy. Đó. Thì bây giờ như thế này. Ví dụ như chúng ta có động từ start đấy, start. Hoặc là đây ví dụ chúng ta lấy ngay cái động từ pisat, napisat đấy. Động từ pisat ví dụ như là Anna pisat, on pisat có nghĩa là cậu ấy đang viết, đúng không? Đó là ở thì hiện tại. Thế nhưng mà nếu mà Ona pisat, Anna pisat đấy. Đó thì bây giờ như thế này. Zavtra, zavtra đấy. Sirpa napisat, napisat pismo mужу. Ngày mai thì Sirpa sẽ viết xong bức thư cho chồng đấy. Thế ở đây là gì? Napisat có nghĩa là cô ấy sẽ viết và sẽ viết xong, em chưa? Đấy. Đó. Thế bây giờ nó thể chưa hoàn thành thì sao? Thể chưa hoàn thành cũng tương tự như thế này đấy. Tương tự như thế này. Đó, chúng ta sẽ làm nó ở cái dạng thể chưa hoàn thành đấy. Thể chưa hoàn thành là lúc đó là sẽ sử dụng thì tương lai phức hợp, phức tạp đấy. Будет писать. Đó. Thế ở đây chúng ta nhìn thấy là cái cấu trúc thì tương lai đây. Thế đây là thì tương lai đơn. Tại sao nói thì tương lai đơn? Bởi vì thì tương lai đơn là chỉ chia động từ thể hoàn thành ra là thành thì tương lai đơn đấy. Thế còn nếu mà sử dụng động từ thể chưa hoàn thành ở dạng nguyên thể cộng với một cái trợ động từ будет đấy, but, thì lúc đó nó sẽ trở thành thì tương lai. Bây giờ như thế này. Завтра на Sirpa на будет писать письмо мужу. Ngày mai là Sirpa sẽ viết thư cho chồng. Nhưng mà có viết thật hay chưa còn chưa biết. Có khi ngày mai cô bận đi chợ cô chả biết nữa đấy, em chưa? Thế vậy thì ý nghĩa thì tương lai của động từ thể chưa hoàn thành nó nói rằng là hành động đó có thể xảy ra nhưng mà chưa chắc chắn đấy. Nhưng mà nếu là gì? Завтра Sirpa напишет có nghĩa là gì? Chắc chắn là ngày mai cô sẽ dành mọi tâm sức để cô sẽ viết cái bức thư cho chồng và sẽ viết xong. Thế vậy thì động từ thể hoàn thành ở thì tương lai nó nói lên rằng là hành động đó chắc chắn sẽ được thực hiện. Thế còn động từ thì tương lai của động từ thể chưa hoàn thành là nó nói rằng là sẽ có khả năng sẽ có cái hành động đó nhưng mà chưa chắc đã xảy ra đấy, hoặc là có xảy ra chưa chắc đã xong đấy, em hiểu chưa? Anna будет писать, а когда напишет, это еще другой вопрос. Người ta hay nói vui như vậy đấy. Đó. Người ta nói vui là gì nào? Con gái tôi nó sẽ học, nhưng bao giờ nó học xong thì còn đấy lại là vấn đề hoàn toàn khác đấy, em hiểu chưa? Đó. Thế bây giờ bà mẹ em cần phải làm một bài tập làm văn. Bây giờ mẹ hỏi em, con đã viết bài tập làm văn chưa? Đấy. Em sẽ nói, "Nu завтра буду писать." Ngày mai con sẽ viết đấy. Thế bà mẹ hỏi, когда ты напишешь? Thế khi nào con mới viết xong? Đấy. "Ну я буду писать, а когда напишу это другой вопрос." Ngày mai con sẽ bắt đầu viết, thế còn bao giờ con viết xong thì đấy lại là câu chuyện khác đấy. Đó. Thế nhưng mà nếu em nói là завтра напишу thì có nghĩa là chắc chắn ngày mai con sẽ viết xong cái bài văn đó. Nó tạm. Đến đây chắc em hiểu rồi đấy. Được. Nó lát nấp xíu. Спасибо, до свидания. Bài học chúng ta tạm dừng tại đây. Hẹn gặp em trong giờ học hôm sau. Пока. Пока.